Hôm nay ở chỗ Tiến gió khét hẹt các bạn nhá. Lại lôi siêu phẩm diều sáo thương hiệu ra quảng bá các bạn ạ. Một quả diều sáo 3m9 thương hiệu của Tiến. Đang chờ bạn Lộc ra thả cùng các bạn nhá. Mày không biết bạn Lộc bay quả diều sáo gì đâu. May gió chỗ Tiến phải nói là bao mút luôn. Ngọn cây đằng kia là rú hết rồi các bạn ạ. Gió ở trên cực kỳ to luôn ấy. Để tí lại đằng kia review gió cho các bạn coi. Hôm nay gió nhá, hôm nay gió phải trên 20. Giật thì để tí Tiến coi tốc độ gió này bao nhiêu. Hôm qua là báo gió 19 ấy, nhưng mà hôm nay nó to hơn các bạn ạ. Hôm nay gió lại nổi to hơn qua báo luôn. Một khi gió đã không về chứ về là về liên tục mấy ngày liền luôn các bạn ạ. Từ giờ tới cuối tuần luôn. Gió khá là đẹp. Đấy. Hôm nay Tiến sẽ thả ở bên bãi trong thành phố các bạn nhé. Không đi qua cái bãi hôm bữa ở Đồng Ruộng nữa. Bãi Đồng Ruộng thì có lẽ là để cuối tuần qua đó thả thì đông vui hơn các bạn ạ. Bên đó cuối tuần thì chắc là đông lắm. Hôm nay thả ở gần nhà cho nó, thả bãi ở trong thành phố cho nó gần tí. Các bạn đợi Tiến một xíu để Tiến ráp diều vô các bạn nhé. Ráp diều vô là nếu mà bạn Lộc chưa ra là Tiến sẽ tự thả lên luôn. Gió này giật mái ok luôn các bạn ạ. Gió này giật mái ok luôn. Cong cánh hôm nay cong cánh luôn các bạn nhá. Và diều này của Tiến thì gió ở trong đất liền này thì không thể nào mà ảnh hưởng được tới độ cong cánh của quả diều này. Hôm bữa ở trong này gió bắc mà còn diều này còn chưa sinh nhê. Gió này mà hôm nay Tiến thả bộ hòa đàn các bạn nhá. Gió này mà thả bộ hòa đàn thôi rồi, đúng tầm để kêu luôn. Đấy bạn Lộc ra kìa. Gió đã nhờ. Sáo mới rồi em. Nay có dàn sáo mới review cho mọi người coi rồi. Đợi Tiến ráp vào diều này vô rồi sẽ cho các bạn coi bộ sáo mới của bạn Lộc hôm nay nhá. Anh Tiến có kéo không? Kéo không em. Kéo dao gì không? Không luôn. Ok, Tiến ráp diều xong rồi các bạn nhá. Bây giờ sẽ qua coi quả sáo của bạn Lộc hôm nay. Bạn Lộc thả sáo gì? Để tí nữa thả quả sáo của bạn Lộc trước, nghe âm trước các bạn nhá. Còn đàn quả đàn này của Tiến thì các bạn nghe cũng rất là nhiều lần rồi. Để đây để qua coi diều của bạn Lộc coi. Bộ sáo mới toánh của bạn Lộc mới về các bạn nhá. D70 đúng không em? D70. Quả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quả các bạn nhá. Đến chuẩn bị nghe bộ sáo của bạn Lộc các bạn nhá. Anh đăng ký kênh cho chú rồi đó. Ok, rồi con. Cho kè qua đây kìa. Thoải mái đi, không biết được đâu. Đâu mà ở đây chú ơi, chú đi thôi. Thank you.
bạn Lộc đang thả dây các bạn nhá. Các bạn chuẩn bị nghe xà diều nó dướn lên nhá. Đấy. Dây đây các bạn nhá. Hôm nay gió căng đét luôn. Úi giời. Diều dựng đứng luôn các bạn nhá. Gió căng đét. Diều đứng một góc 80 mấy độ. Đây các bạn nhìn. Đấy, dây nó đứng lên luôn. Diều đứng sững luôn. Bộ hòa âm của bạn Lộc, bộ này hay các bạn nhá. Bộ này kêu tuyệt vời đấy. Nghe ngoài rất hay các bạn ạ. Ngắt đó là chuẩn bị diều chuẩn bị lên. Gió ở trên khá là to. Nhưng mà anh em Tiến không thả cao các bạn nhá. Bữa nay ở bên kia đang có máy bay tập huấn nên là không thả cao. Dây căng đét luôn. Đấy. Sáo bắt đầu lên. Đấy. Căng đét luôn. Úi giời. Bây giờ sẽ lên siêu phẩm của Tiến các bạn nhé. Lên quả diều thương hiệu của Tiến. Lên diều của Tiến các bạn nhé. Ok em. Bắt đây em ơi. Có lẽ là Tiến sẽ phải thả dài dây ra các bạn ạ. Bạn Lộc đang thả dài dây ở phía bên này rồi. Tiến thả hơi thấp nên là sáo vẫn chưa kêu được. Diều bay khá là ổn định các bạn nhá. Qua bên đây quay mấy idol nghệ nhân trẻ cho các bạn coi. Đấy. Đây là những nghệ nhân trẻ các bạn nhá. Chào các bạn. Làm ơn bị quay gì kìa Lao. Kéo diều chú thử xem nào. Xem kéo được không? Kéo thôi. Kéo được chứ chú. Lên dây á, buông dây rồi kéo lên dây á. Giữ lại đi, giữ lại đi. Đó, giữ lại. Lẹ đi. Kéo đứt tay nha. Đó. Cho không? Ê quả là dắt chú này ở đây này đúng không? Còn này dây cước luôn hả? Không chứ cục cái nữa. À, còn dây cước thả ngon lắm. Dễ luôn, có dây luôn. Nhưng mà nó dễ đúng. Nhả, nhả, nhả. Dây dù mới dễ đúng. Không như này dễ đúng. Nó rồi. Để một cục là nó rút ôm luôn. Khá là tối rồi các bạn nhá. Hôm nay Tiến không có đeo đèn nên là một xíu nữa Tiến sẽ kéo diều. Hôm nay rất là vui các bạn ạ. Gió khá là to. Và lên cho các bạn một bộ sáo mới của bạn Lộc hòa âm D70. Bây giờ anh em Tiến chuẩn bị kéo diều các bạn nhá. Có lẽ là Tiến xin phép dừng video này tại đây.
Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo gần nhất của Tiến.